Chào mừng các bạn đã đến với bản tin nhanh 24 giờ của ống kính hậu trường. Đà Nẵng, Quảng Nam thêm 21 ca COVID-19 mới. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tối ngày 3 tháng 8 thông báo ghi nhận thêm 15 ca COVID-19 mới ở Đà Nẵng và 6 ca ở Quảng Nam, đưa tổng số ca bệnh ghi nhận cả nước lên 642 ca. Các ca bệnh ở Quảng Nam đều có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, gồm bệnh nhân 622, 623, 624, 625, 626 và 627. Các bệnh nhân có độ tuổi từ 38 đến 83 tuổi, trong đó 3 ca là người thăm tại khoa thận nội tiết, 1 ca là người chăm sóc bệnh nhân 524, 1 ca tiếp xúc với bệnh nhân 524 và 1 ca là bệnh nhân khoa thận nội tiết. Hiện 6 bệnh nhân này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam. Các bệnh nhân 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641 và 642 ghi nhận tại Đà Nẵng có độ tuổi từ 20 đến 78 tuổi. Trong đó 12 ca là các đối tượng F1, 2 ca là người nhà chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng, 1 ca ở quận Hải Châu, khám ngoại trú tại Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng. Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong ngày 3 tháng 8 có một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 397, là nữ 58 tuổi, được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 3 tháng 8, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 642 ca mắc COVID-19, trong đó 307 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 374 ca hiện đã khỏi. Số ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 195 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 103.268 người. Bộ Y tế cho biết ngoại trừ 6 người bệnh đã tử vong, hiện tại các cơ sở điều trị còn 9 bệnh nhân nguy kịch, trong đó có 5 người đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, 4 tại Đà Nẵng. Ngoài ra có 2 bệnh nhân cũng đang trong tình trạng nặng, nằm trong số 20 ca tiên lượng nặng điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Trong số 9 bệnh nhân nguy kịch, có 6 người phải dùng ECMO, thiết bị thay thế chức năng tim phổi, trong khi trước khi xảy ra đợt dịch ở Đà Nẵng, cả nước chỉ có 2 ca bệnh phải dùng ECMO. Chủng virus gây bệnh hiện nay tại Đà Nẵng là tương tự với chủng xuất hiện tại Bangladesh hồi cuối tháng 6 và đầu tháng 7 và là chủng thứ 6 ghi nhận tại Việt Nam. Chủng này có độc lực tương tự chủng đã lây lan tại các quốc gia khác mặc dù đã có đột biến về gen. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi điểm tin của ống kính hậu trường. Hãy nhớ subscribe theo dõi kênh ống kính hậu trường để cùng cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!